Chào bác, em đang ở cái quầy đây, cái điện tử cách nhà em mấy cây, chục cây nhỉ, em đạp tiếng hồ bên đây được. Đây có rất nhiều ly, lock men, Okufei, rất nhiều, xui, rất là nhiều. Và có thể nói là hàng đấy nó mới hơn cái quầy, cái quán ở gần nhà. Mà nó đắt hơn, mới hơn nó đắt hơn rất là nhiều. Đây, đây có luôn cái dây mạng luôn đó này. Dây loa luôn này. Đấy, có loại rẻ, có loại to, loại bé, có hết mà. 500.000 một mét cũng có, mà 30.000 một mét cũng có. Đấy. Đây, quay mấy con âm ly của Lockman nhé. Mấy con Lockman các bác coi này. Lockman. Ở đây này, đây có một con này. Đây có một con Lockman. T3 T33. Con này là FM chứ không phải là âm ly à. Đây là FM AM. Đây là radio. Mà anh 3 tháng giá là 4.4 triệu. Sản xuất là 1975. Rất là mới. Bọc rất là đẹp. 75 rất là đẹp luôn. Có 4.4 triệu. FM thì phải có 20Hz đến 15kHz. Chứ không phải là loa, không phải ghi là, không phải ghi là loa. Còn bên dưới còn con Lockman T88V khác. Đây, giá 3 triệu thôi. Sona là gì ạ? Bảo hành 6 tháng, sản xuất 975 luôn, rất là mới đẹp, long lanh luôn. Đấy. Bên này có hai con Lockman khác. Bên này cũng Chuna là gì? Chuna, không biết là gì. 4.4 triệu. Còn cái này cũng là 5.5 triệu. Chuna luôn. AM FM chắc là bắt FM AM thôi chứ không phải là âm ly. Trên này thì có mấy con nữa. Đây có con Lockman CL35A352 5A. Đây, con này thì nó chỉnh cái gì đấy các bạn nào xem. Con này là chỉnh control là gì nhỉ? Chỉnh âm của âm ly đây. Control rửa âm bự đây. Đây chiều chỉnh âm ly. Đây. Giá của nó là 26.5 triệu. Không có năm sản xuất và chỉ có bảo hành 3 tháng. Công suất 15 đến 40 kHz 1 decibel. Rất lực 2V này. Lockman này. Em không dám mà nói to vì quán này mình mới đến chưa biết nó có cho quay không các bác. Bác thông cảm nhé. Đây, đây có hai con Lockman nữa. Đây khá nhiều Lockman nha các bác xem. Đây còn có Lockman. Con này có giá là 4 triệu đồng. À, gì đây? Premium âm bự là gì? Con này điều chỉnh cái gì của âm ly đây các bác? Đây, sản xuất năm 1986, bảo hành 6 tháng. À, con này thì bị xước và bị bẩn, có xước có bẩn chứ không phải là quá bẩn đâu. Sản xuất 1986, bảo hành 6 tháng. Vẫn còn mã sản phẩm các thứ, hàng nguyên bản nha các bác. Này có nó bị xước bẩn ở đây một tí thì người ta cũng có ghi, mình nhìn qua camera cũng có thể thấy được. Đây. Giữa này là một con Lockman khác, con này là Lockman LV103U nha bác. Giữa này là có một con Lockman khác này, DA06 này. Con này có giá là 21 man 44 triệu đấy. Combata là gì các bác? Không phải là âm ly nhưng mà nó là cái gì đây? Con này giá mỗi 60 triệu cơ. Mà giá cũ là 40 triệu, sản xuất 2013, bảo hành 6 tháng. Đấy, có đầy đủ nguyên hết, con này thì đang mới nguyên. Đầy đủ giấy tờ cả. Còn phía đầu này thì hết mất cái đồ Lockman rồi. Sẽ quay một số đồ khác cho bác xem, một số đồ lạ em chưa thấy bao giờ này. Con này là gì đấy? À con này đĩa đầu đĩa CD. Con Spoto của Ecotrix, Esotrix. Con này giá là cũng 40 triệu đấy, của anh 6 tháng đấy. Giá mới là tận gần 5 triệu đấy bác. Sản xuất 1999. Không phải vừa đâu. P50S. Và đây là một con khác của cũng là liên quan đến âm ly. Nhưng con này là con gì? Pronto
Sara Độ áp bự và con này của Para Primare Primare SPA 21 có giá là 58 triệu đồng Việt Nam đã gồm thuế và bảo hành 6 tháng, sản xuất năm 2019 còn nguyên, chưa có xước bẩn, đầy đủ hết giấy tờ có tên mốt luôn, nguyên bản có số sản xuất và số sản phẩm luôn. Đây giữa này là có một con Nakamichi Renba là gì các bác? Renba là gì nhỉ? Lechiba là gì? Lechiba không biết là gì luôn. Đấy, con này thì cũng có giá là tận gần 7 triệu. Lechiba, trời ơi, Lechiba, em Lechiba thì em cũng không biết là hình dung ra cái gì luôn. Lechiba 3 này, giá mới nó là 7 man là 14 triệu, giá cũ của nó là tận gần 7 triệu này, mình làm một nửa bảo hành 3 tháng, chắc là 1990 nha bác. Phía dưới là một con Flying Mode, con này là cũng là AV thì là liên quan đến cái gì? DPC 1000, 336 à 33 man 6 sen là giá mới là khoảng tầm gần 80 triệu, giá cũ bây giờ của nó là 16 man rưỡi khoảng tầm 17 man rưỡi khoảng tầm 35 triệu 38 triệu gì đấy, bảo hành 3 tháng, không có năm sản xuất vì hàng này chắc là cũng lâu rồi, có đầy đủ giấy tờ hết này, dây điện các thứ. Đây là có một con hàng mới của Cambridge Audio Streaming Ampự, con này là Amly này làm gì đây, Amly ra đây các bác, con này giá 51 khoảng tầm 12 triệu đồng, mới bảo hành 1 năm, mới tinh đầy đủ giấy tờ hết các thứ, về hàng mới mà. Đấy, dưới này là có một em đen đơn khác, đen này và có rất nhiều đen đơn Sony, ở đây có rất nhiều đen đơn Sony các thứ, đen đơn rất nhiều. Đấy. Đấy, có rất nhiều, đây có mấy con Duckman thì em quay rồi, Boss Tiak, à con Duckman này chưa quay này, bọn là bỏ qua con này à? Đây có một con Duckman, con này là mã là SQ505X, bảo hành 6 tháng và nó có đầy đủ giấy tờ, dây điện, remote và nó có những vết xước vì con này là có thể là sản xuất khá là lâu rồi đối với dòng này. Em nghĩ là cũng tương đương với con bên kia 77-87 thì nó có đầy đủ giấy tờ hết, giá của nó là 8 man 8, khoảng tầm 18 triệu đồng, bảo hành 6 tháng. Rồi cũng rất là đẹp mà. Rồi cái hộp gỗ ngoài thì nó có cũ theo thời gian thì giống như mà các cái nút nó vẫn còn nguyên, rất là mới, là đẹp. Mình quay gần cho bác xem thôi. Đây. Trên này có mấy em khác. Đây là em Sunsui này, Sunsui AUX11, con này có giá là 26 triệu rưỡi nha các bác, bảo hành 6 tháng. Con này sản xuất năm 1982 cơ, giá mới cũng có, bây giờ bảo hành thì 6 tháng và nó có, tất nhiên là hàng cũ nó có những vết xước và vết bẩn thì ở trong mình họ cũng ghi đây luôn. Xuất lực 100W, 160W, 160W 8 ohm. Đấy. Thì cái công suất nó là 400W. Công suất định mặc gì nhỉ? Mắc 400W. Đây là có một con Kenwood này thì cũng có thể hơi lạ một chút, L02A, con này cũng là âm ly và có giá là 29 triệu, bảo hành 3 tháng, có cả đầy đủ giấy tờ hết và tất nhiên là hàng cũ thì nó cũng có những vết xước và vết bẩn thì không đáng kể, con này không có năm sản xuất nữa, giá lại khá lâu rồi. Đấy, thì đây là một số con mà Luckman và một cổ con âm ly cũng như là cái hàng đầu đĩa của Luckman này vừa quay qua cho bác xem, một số con hơi lạ em thấy thì em quay luôn.
Thì sau đây em sẽ đang bên kia em quay mấy cái loa để mời các bác xem video loa sau nha bác. Còn mấy cái âm ly này thì em sẽ quay thêm về Onkyo và Sony. Đây có nhiều Onkyo và Denon, thì em sẽ quay thêm một video nữa. Thôi giờ tạm thời sẽ quay cái loa đã.